Sáng ngày 15 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ, đào tạo Đại học Công an chính quy về công tác tại công an xã ở các huyện như Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, sau 6 tháng, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai công an chính quy tại 58 xã ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh thì tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, đồng chí tin tưởng 100 cán bộ chiến sĩ công an chính quy được tăng cường đợt này sẽ cùng lực lượng công an 58 xã tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, hòa nhập môi trường mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu, nỗ lực thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022, Công an cấp xã đã tiếp nhận 3.874 tố giác, tin báo về tội phạm. Lực lượng đã xử lý 3.482 tin báo, đạt 99,17%. Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, nên việc tăng cường cán bộ chiến sĩ chính quy về các xã là hoàn toàn hợp lý. Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, Công an xã là bộ phận hết sức quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ sở.